Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình trực tiếp tối nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 9. Dự án tuyến đường dọc hai bờ sông Lô, một trong những dự án nổi bật tạo điểm nhấn cho thành phố Tuyên Quang, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Để đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch sai trái trên mạng xã hội, đoàn viên thanh niên đóng một vai trò rất quan trọng. Và ở Tuyên Quang, lực lượng thanh niên đang phát huy tốt trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Australia đã mua thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna từ Liên minh châu Âu khi nước này tăng tốc chương trình tiêm chủng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn, không có phương tiện để học trực tuyến. Tối nay, lễ phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được tổ chức. Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặt ra các mục tiêu là có sóng điện thoại, có Internet đến tất cả các hộ gia đình, có máy tính cho các em học sinh và có giá cước phù hợp, nhất là cho các hộ nghèo. Chương trình sẽ mang đến sự đổi thay, một tương lai tốt hơn cho các em trong thời gian không xa. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thông tin chi tiết về lễ phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự sau. Sau hơn 2 năm triển khai, tỉnh Tuyên Quang đã có trên 86 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh áp dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm VNPT Check. Đã có hơn 200 sản phẩm nông sản của tỉnh được dán tem truy xuất nguồn gốc. Khi quét mã QR trên tem, có thể xác định thông tin về sản phẩm như cơ sở sản xuất, lịch sử canh tác, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, quá trình vận chuyển, hạn sử dụng. Khi áp dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa VNPT Check sẽ mang lại mục tiêu kép. Các cơ sở sản xuất, các hợp tác xã, doanh nghiệp khẳng định được uy tín, chất lượng, thương hiệu, đồng thời nhận được thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm của mình một cách nhanh nhất. Hiện các cơ quan chức năng, đơn vị cung cấp dịch vụ đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện quản lý chất lượng, cung cấp và hỗ trợ dịch vụ tem truy xuất theo đúng quy định. Thời gian qua, thành phố Tuyên Quang đã chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, tập trung nguồn lực thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị. Hiện nay thì dự án tuyến đường dọc hai bờ sông Lô, một trong những dự án nổi bật tạo điểm nhấn cho thành phố Tuyên Quang đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại gói thầu số 4 có chiều dài tuyến trên 600m do công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hoa thi công, có vốn đầu tư sau khi điều chỉnh là trên 15 tỷ đồng. Những ngày này, đơn vị thi công luôn bố trí gần 30 lao động, máy móc, vật tư, làm việc liên tục. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thiện được 70% khối lượng công việc. Nhà thầu đang tiến hành hoàn thiện nốt các hạng mục như lát vỉa hè, lắp đặt tô toa và thảm mặt đường. Phần đầu đến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành tuyến đường theo đúng cam kết với chủ đầu tư. So với kế hoạch và tiến độ đang đề ra thì đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu sẽ hứa cố gắng là sẽ hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra, đó là ngày 31 tháng 10 là phải xong. Thì nhà thầu sẽ tập trung nhân lực và máy móc để đúng theo yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng. Dự án tuyến đường dọc hai bờ sông Lô là một trong những dự án nổi bật tạo điểm nhấn cho thành phố Tuyên Quang do Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang làm chủ đầu tư, với chiều dài trên 7,9 km, tổng mức đầu tư trên 435 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tích cực phối hợp thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Theo cam kết của Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang, tuyến đường dọc hai bên bờ sông Lô sẽ hoàn thành trong tháng 10. Đến nay, một số gói thầu đã được các đơn vị thi công hoàn thiện. Nhiều khu đô thị bám dọc sông Lô cũng đã bắt đầu được quy hoạch, đầu tư như dự án đô thị bên sông Lô phường Hưng Thành, dự án khu đô thị dịch vụ và dân cư phường Nông Tiến. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 19 đã tổng hợp toàn bộ cái lực lượng, kể cả về nhân lực, về máy móc thiết bị để triển khai thi công công trình dưới sự giám sát của chủ đầu tư và tư vấn giám sát. Ngoài ra là đơn vị cũng hợp tác rất chặt chẽ với đơn vị, với chủ đầu tư để cùng với chủ đầu tư giải phóng đền bù mặt bằng. Chính vì thế cho nên công ty mới có được cái mặt bằng thuận lợi và thi công trong thời điểm là thích hợp. Công trình được thi công và hoàn thành là 20 tháng 8 năm 2021. So với hợp đồng điều chỉnh thì đã được vượt tiến độ là 2 tháng 10 ngày.
Dự án đầu tư xây dựng hai tuyến đường dọc sông Lô sau khi hoàn thành sẽ là đầu nối với các tuyến quốc lộ 37, quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài Lào Cai, phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải của thành phố Tuyên Quang. Từng bước tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế với các tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang, Phú Thọ, nâng cao khả năng lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị của Tuyên Quang. Để chủ động phòng chống, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trên lưới điện trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo lưới điện hoạt động ổn định, an toàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sơn Dương là huyện có địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho lưới điện. Nhằm hạn chế tối đa các sự cố về điện, cán bộ công nhân điện lực Sơn Dương thường xuyên tiến hành kiểm tra các trạm biến áp, đường dây, nâng cấp cải tạo hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Điện lực Sơn Dương chúng tôi cũng đã tiến hành những giải pháp đồng bộ thực hiện phát quang hành lang lưới điện và xử lý các tồn tại khiếm khuyết, thay thế hoán đổi các cái máy biến áp mà đã quá tải, rồi là thay thế những cái thiết bị đóng cắt automat ở tại trạm biến áp, và cái đặc biệt là cái những cái xử lý tiếp xúc gíp lèo ở trên lưới điện. Toàn thể anh em công nhân của điện lực hết nỗ lực hết mình để đảm bảo cung cấp điện ổn định, chú trọng kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến áp và phát dọn hành lang đường dây để đảm bảo cấp điện ổn định. Cùng với nâng cấp các thiết bị trên lưới điện, điện lực các huyện thành phố tăng cường kiểm tra, chủ động xử lý những khuyết điểm trên đường dây, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Chuẩn bị nhân lực vật lực tại chỗ để kịp thời ứng phó khi có sự cố về điện xảy ra. Đồng thời, các cán bộ công nhân ngành điện thường xuyên có mặt tại hiện trường để thực hiện sửa chữa, nâng cấp, phát tuyến nhằm hạn chế tối đa các sự cố và tai nạn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn cấp điện cho nhân dân trong mùa mưa bão, đơn vị cũng đã lập kế hoạch kiểm tra thí nghiệm định kỳ và xử lý hết tất cả các tồn tại khiếm khuyết trước mùa mưa bão để giảm thiểu sự cố, đảm bảo an toàn cung cấp điện cho các hộ phụ tải và để phục vụ phát triển sản xuất, và đặc biệt ưu tiên cấp điện đảm bảo cho các cái khu vực đang thực hiện cách ly trong cái phòng chống Covid. Bên cạnh đó, ngành điện thường xuyên tiến hành rà soát và khắc phục các cột điện bị nghiêng, mất thanh giằng, dây néo cột, xử lý các dây dẫn quá tải, đặc biệt chú trọng đến các đường dây mới đưa vào vận hành. Tăng cường tuyên truyền khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng điện trong mùa mưa, không nên tự ý sửa chữa đường dây điện, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng tránh và sử dụng điện an toàn theo đúng quy định, góp phần chủ động ứng phó với các tình huống mưa bão xảy ra, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và liên tục phục vụ nhân dân trên địa bàn. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chương trình phát thanh trực tiếp chào ngày mới và bản tin thời sự 5 phút phát sóng lúc 10 giờ hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã thu hút sự quan tâm của khán thính giả. Lực lượng thanh niên phát huy tốt trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Do các chốt kiểm soát ra vào vùng 1 là vùng đỏ nội đô vẫn yêu cầu người và phương tiện ô tô chở hàng phải có giấy đi đường, cho nên những ngày qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã nhận được hàng nghìn hồ sơ xin cấp giấy đi đường của doanh nghiệp. Do không phải lĩnh vực mình phụ trách nên Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa từ chối trả 128 hồ sơ thuộc lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng, thủy hải sản, lương thực thực phẩm không thuộc thẩm quyền xử lý, cấp duyệt hồ sơ của Sở. Sở Giao thông Vận tải cấp giấy đi đường cho các đơn vị doanh nghiệp hoạt động quản lý lĩnh vực giao thông vận tải, tư vấn thiết kế thi công, được cấp có thẩm quyền chấp thuận thi công trong thời gian giãn cách xã hội. Các đơn vị doanh nghiệp vận tải được huy động tham gia công tác phòng chống dịch. Được phát sóng từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, chương trình phát thanh trực tiếp trong ngày mới từ 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã mang đến cho bạn nghe đài những thông tin thời sự chính trị, kinh tế, xã hội địa phương và trong nước mới nhất. Với những góc nhìn đa chiều của cuộc sống, chương trình đã thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội, được đông đảo bạn nghe đài đón nhận và quan tâm theo dõi. Cùng với đó, bản tin thời sự phát thanh 5 phút vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày cũng sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật mới nhất, kịp thời nhất.
Hãy bật radio sóng FM tần số 95,6 MHz và sử dụng điện thoại di động thông minh truy cập vào trang thông tin điện tử tổng hợp tuyenquangtv.vn. Quý vị khán thính giả sẽ tiếp cận được những thông tin thời sự nhanh, chính xác, những vấn đề được dư luận quan tâm, những góc nhìn đa chiều về cuộc sống từ những chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau gần nửa tháng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp cho ngày mới từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 45 phút và mở mới bản tin thời sự 5 phút phát sóng vào lúc 10 giờ hàng ngày đã thu hút sự quan tâm của thính giả. Trên đường đi làm, lúc rảnh rỗi hay khi bắt đầu một ngày làm việc. Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Đây là đài. Cứ thành một thói quen, sáng nào tôi đi làm tôi cũng bật chương trình này lên để tôi nghe. Thì chương trình tôi thấy là rất là hữu ích, những thông tin thì cập nhật thường xuyên thì thấy là rất là bổ ích khi nghe. Qua cái chương trình chào ngày mới của Đài Truyền hình Tuyên Quang ấy, thì ngoài cái việc là tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật của Nhà nước, thì ngay cá nhân tôi và rất nhiều người dân ấy, là cũng nắm được cái thông tin, đặc biệt là ví dụ như cơn bão số 5 được cập nhật là từng giờ từng ngày. Đấy, thì thông qua đó là chương trình đã phát 6 giờ 30 trực tiếp nhưng có phát lại. Thì chúng tôi thông qua các cái công nghệ thông tin, rồi điện thoại thông minh, thì chúng tôi đều là theo dõi. Đấy, rồi rất là hữu ích như vậy. Thì qua đó thì ngay bản thân tôi là đứng đầu cấp ủy ở địa phương thì sẽ có những cái lãnh đạo chỉ đạo và đồng thời định hướng để cho nhân dân là nếu như nằm trong vùng tâm bão hoặc có bão xảy ra thì phải có cái phòng chống tốt. Với 15 phút mỗi sáng, chương trình chào ngày mới mang đến cho khán thính giả những thông tin về tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, cập nhật tin tức thời sự, sự kiện sẽ diễn ra trong ngày. Gặp gỡ những nhân vật, những tấm gương tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những việc làm cần nhân rộng, bàn luận, trao đổi thông tin về những vấn đề thời sự được dư luận quan tâm. Phản ánh những góc nhìn đa chiều về cuộc sống. Chương trình phát thanh trực tiếp chào ngày mới cũng như bản tin thời sự phát thanh 5 phút phát sóng vào lúc 10 giờ đã mang đến những thông tin mới nhất mà khán giả cần cho một ngày mới. Gia đình tôi rất hay nghe cái chương trình này bởi vì chương trình này có rất là bổ ích và có ý nghĩa. Thì cũng mong rằng là chương trình là tiếp tục được duy trì và đồng thời là sẽ đầu tư và có cái chương trình còn phong phú hơn nữa và tiếp để cho là bản thân tôi được tiếp cận nhiều cái thông tin mới nhất. 18 giờ phát sóng các chương trình tăng tính tương tác chuyên nghiệp và tới gần hơn với thính giả. Với những hình thức thể hiện linh hoạt, sinh động, các chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang hướng tới mục tiêu lấy khán thính giả làm trung tâm, mang đến những thông tin bổ ích, hiệu quả và hấp dẫn. Liên tục và phát trực tuyến các chương trình phát thanh truyền hình. Trong thời điểm mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, bên cạnh những thông tin hữu ích thì có một số kẻ xấu cũng đã lợi dụng để đưa những thông tin sai trái, chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây hoang mang trong nhân dân. Để đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch sai trái trên mạng xã hội, đoàn viên thanh niên đóng một vai trò rất quan trọng. Và ở Tuyên Quang, lực lượng thanh niên đang phát huy tốt trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Trong thời gian nghỉ giải lao giữa cuộc họp, những đoàn viên thanh niên này tranh thủ vào Facebook để nắm bắt thông tin, tình hình. Có thể thấy, việc tham gia, sử dụng mạng xã hội đã trở thành thói quen của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chỉ với một chiếc máy tính hay một chiếc điện thoại thông minh, người truy cập sẽ nắm bắt được mọi thông tin, tình hình trong nước, quốc tế và ở địa phương mình một cách nhanh nhất, hoặc có thể đăng bài, đăng hình ảnh, tương tác, chia sẻ, thể hiện quan điểm của mình về một vấn đề cùng quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, thời gian gần đây, nhiều thông tin luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ nhanh. Nếu như người tiếp nhận thông tin không tỉnh táo, sáng suốt, thiếu kiểm chứng thì có thể bị ảnh hưởng xấu bởi thông tin sai trái đó. Từng đơn vị cơ sở đoàn chúng tôi thì đều thành lập và duy trì cái hệ thống trang mạng xã hội riêng của đoàn thanh niên. Ở trên đó thì chúng tôi cũng cập nhật những thông tin chính thống của các cái trang chính thống của các cấp bộ đoàn cũng như là của tỉnh, thành phố và của xã, cũng định hướng cho các bạn ấy để các bạn ấy cập nhật thông tin kiến thức, góp phần giúp các bạn ấy định hướng về mặt tư tưởng nó chính xác hơn và có những cái nhận thức đúng đắn về cái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Với lực lượng đông và hầu hết đoàn viên thanh niên tham gia mạng xã hội, tổ chức đoàn thanh niên ở các địa phương đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho nhân dân cảnh giác với những thông tin sai trái. Như tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương,
mỗi đoàn viên thanh niên đều nâng cao tinh thần cảnh giác, không phát tán, chia sẻ thông tin hoặc hình ảnh không phù hợp, sẵn sàng tham gia đấu tranh với những nhận thức không đúng, nguồn thông tin sai trái, thù địch. Những cái thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội thì với thế hệ trẻ chúng tôi thì chúng tôi sẽ phản bác và chặn, chia sẻ cho mọi người biết là những cái thông tin trang mạng đấy là vi phạm pháp luật và chúng ta nên không nên truy cập và nghe theo. Bên cạnh việc đấu tranh với các luận điệu sai trái, thông tin xấu độc thì việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình hoặc các phong trào nổi bật ở cơ sở để lan tỏa trong cộng đồng, những cách làm hay, việc làm tốt cũng là rất cần thiết. Với phương châm xây là chính, đoàn viên thanh niên ở Tuyên Quang đang tích cực lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực, sai trái, thù địch, góp phần cùng cấp ủy bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng giá trị, hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Trong khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài, để duy trì việc dừng đến trường nhưng không dừng học thì việc dạy và học trực tuyến trở thành giải pháp tối ưu. Tuy nhiên, mặc dù triển khai qua 2 năm, thế nhưng đến nay thì phương thức này vẫn khiến cho cả thầy và trò gặp nhiều khó khăn. Vậy cần phải khắc phục như thế nào và cần phải có các giải pháp đồng bộ ra sao để học trực tuyến thực sự có hiệu quả? Phóng sự sau phản ánh về vấn đề này. Để chuẩn bị cho một bài giảng dài 30 phút, nhưng cô giáo Bùi Thị Thanh Mai, trường tiểu học Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội cần đến nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày. Số tiết học trên trường rút ngắn 1/3 thời lượng, nhưng vẫn phải đảm bảo nội dung kiến thức được truyền tải đủ và đúng là bài toán khó đối với cô. Vì vậy, thường xuyên trau dồi công nghệ thông tin để sử dụng nhiều phần mềm khác nhau vào soạn bài sao cho thật xúc tích, sinh động, hấp dẫn, tăng độ tương tác là cách cô Mai giải bài toán cho mình. Học online như chia nhóm trong lớp học trực tuyến, làm bài tập online, thay đổi hình thức giao bài tập để học sinh có thể tương tác bằng nhiều hình thức khác nhau, hoặc tổ chức những trò chơi trực tuyến cho nhiều học sinh tham gia cùng một lúc để các con thi đua, tạo không khí học tập sôi nổi, qua đó khơi gợi hứng thú, sự tập trung của các con qua từng tiết học. Song, nỗ lực của giáo viên là chưa đủ, bởi việc dạy học trực tuyến là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Xây dựng được môi trường học trực tuyến, trong đó có lớp học với hệ thống phần mềm tích hợp nhiều tính năng như soạn giảng, giao bài, chấm bài nhanh chóng và thuận tiện là điều mà các trường hướng đến. Học sinh có thể gửi bài tới cho các cô giáo và các cô giáo thì chấm, chữa và trả bài cho các con học sinh ngay trên cái lớp học trực tuyến đó. Thì cái nội dung phần việc đó ấy, nó sẽ được tích hợp trong cái lớp học trực tuyến, giúp cho giáo viên và học sinh cũng như phụ huynh học sinh có thể theo dõi được quá trình học tập trực tuyến một cách có hệ thống. Để việc dạy và học trực tuyến mang lại hiệu quả thì sự kiểm tra giám sát thường xuyên cũng rất quan trọng. Nhận xét từng tiết học, thậm chí là chấm điểm hiệu quả giảng dạy của từng giáo viên sau mỗi buổi học là cách mà nhà trường này đang làm. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực từ phía giáo viên và nhà trường mới chỉ là điều kiện cần, và sự chung tay hỗ trợ từ phía phụ huynh đồng hành với con cùng với mở rộng nâng cấp hệ thống đường truyền mạng của các cơ quan chức năng mới là điều kiện đủ để việc học online thực sự hiệu quả. Có nhiều vấn đề khó khăn khi áp dụng cái mô hình học trực tuyến. Phần lớn các trường đều sử dụng phần mềm Zoom để dạy học, thì cái này thì nó gây ra quá tải cho hệ thống. Cùng với đó là cái chất lượng mạng internet chưa đều ở cả phía giáo viên và học sinh nên buổi học nó có thể bị gián đoạn. Để việc học trực tuyến mang lại hiệu quả thực chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của các nhà trường, cần thêm những giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn nữa từ phía các cơ quan liên quan để kịp thời hỗ trợ việc học tập trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số. Với thông điệp kết nối dòng máu Việt, ngày 12 tháng 9, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Tuyên Quang phối hợp với huyện Yên Sơn tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ năm 2021. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lượng máu cần để cấp cứu điều trị cho người bệnh rất khan hiếm, hoạt động hiến máu tình nguyện cũng gặp nhiều khó khăn. Nhận thức được hiến máu tình nguyện là một việc làm rất đáng trân trọng và cần thiết, ngày hội đã thu hút trên 1.000 đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lực lượng vũ trang huyện Yên Sơn đăng ký tham gia hiến máu, chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân đang cần máu để điều trị. Hàng năm thì là cá nhân tôi cũng như là cán bộ hội viên phụ nữ là tích cực hưởng ứng cái hành trình đỏ cũng của huyện cũng như là của tỉnh tổ chức, và chúng tôi thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ là tích cực hưởng ứng hiến máu để cứu người, mà đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID như thế này.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Nhận thức của các cơ quan đơn vị, đặc biệt là người dân được nâng cao, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện năm sau cao hơn năm trước. Từ chỗ nguồn máu chỉ đáp ứng được 10 đến 20%, đến nay đã đáp ứng được trên 60% nhu cầu về máu trong cấp cứu điều trị người bệnh của các cơ sở y tế. Với thông điệp hiến máu an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày hội hiến máu tình nguyện tại huyện Yên Sơn phấn đấu đạt mục tiêu tiếp nhận 400 đơn vị máu trở lên. Công tác hiến máu trong thời gian qua đã được đoàn viên thanh niên các cấp từ huyện, xã hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và đây là một cái chương trình, một cái hành động rất là cao đẹp. Qua cái chương trình lần này là cũng rèn luyện cách sống cho đoàn viên thanh niên tham gia vào những cái việc an sinh xã hội. Ban chỉ đạo hiến máu của huyện đã phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ của tỉnh, Ban chỉ đạo hiến máu của tỉnh để có sự thành công. Hàng năm đối với huyện Yên Sơn cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm và triển khai đến tất cả các tổ chức hội, kể cả đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đều tham gia hưởng ứng nhiệt tình trong cái hành trình đỏ của hàng năm, đặc biệt năm 2021 với số lượng đơn vị máu nhiều hơn và cái số lượng đơn vị máu hiến hàng năm, năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hiến máu huyện Yên Sơn đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Hiến máu cứu người, nghĩa cử cao đẹp, thông điệp này sẽ tiếp tục được lan tỏa trên địa bàn huyện để nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong phong trào hiến máu tình nguyện. Chuyển sang các thông tin quốc tế, Thủ tướng Australia hôm nay cho biết Australia đã mua thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna từ Liên minh châu Âu khi nước này tăng tốc chương trình tiêm chủng để giảm nguy cơ lây lan các ca nhiễm đang có dấu hiệu gia tăng tại nước này. Việc mua vaccine này là một động lực cho nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la Australia, tương đương 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ của Australia, vốn đang có nguy cơ rơi vào cuộc suy thoái lần thứ hai trong nhiều năm do việc đóng cửa hai thành phố đông dân nhất của nước này là Sydney và Melbourne. Các đợt phong tỏa này sẽ duy trì cho đến khi 70% dân số tương đương gần 26 triệu dân của nước này được tiêm chủng đầy đủ, dự kiến phải đến cuối tháng 10. Tuy nhiên, Thủ tướng Morrison cho biết hàng triệu liều vaccine sẽ đến vào cuối tuần này. Australia đã đặt hàng 25 triệu vaccine từ Moderna. Quan chức y tế cấp cao Thái Lan cho biết phác đồ tiêm vaccine COVID-19 chính của nước này là Sinovac AstraZeneca để nhằm rút ngắn thời gian tiêm hai liều. Tổng giám đốc Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết phác đồ tiêm phòng chính của Thái Lan hiện nay là tiêm vaccine Sinovac đầu tiên, tiếp đó là vaccine AstraZeneca. Phác đồ này sẽ giúp Thái Lan tăng tốc độ tiêm phòng. Trước đó, những người tiêm hai mũi vaccine AstraZeneca ở quốc gia này phải chờ tới 12 tuần để tiêm liều thứ hai. Nếu tiêm theo phác đồ mới, người dân chỉ phải đợi 4 tuần. Hiện Thái Lan đang có sẵn 24 triệu liều vaccine COVID-19, gồm 6 triệu liều Sinovac, 10 triệu liều AstraZeneca và 8 triệu liều Pfizer. Trước đó, chính phủ Thái Lan thông qua 4,2 tỷ bạt, hơn 128,4 triệu đô la Mỹ để mua thêm 12 triệu liều vaccine Sinovac sử dụng cho phác đồ tiêm kết hợp. Ngày 11 tháng 9, Ấn Độ và Australia đã tổ chức cuộc họp đầu tiên giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ chiến lược song phương tổng thể trong bối cảnh tình hình địa chính trị ở khu vực đang có nhiều biến động. Hai bên thảo luận sâu rộng về nhiều vấn đề song phương và khu vực, đại dịch COVID-19, tình hình Afghanistan. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Ngoại trưởng nước chủ nhà Jaishankar nhấn mạnh thời điểm hết sức quan trọng của đối ngoại 2+2 khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành và môi trường địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, theo nhà ngoại giao Ấn Độ, đòi hỏi New Delhi và Canberra phải xử lý thỏa đáng một cách song phương và với các đối tác cùng chí hướng khác để bảo vệ các lợi ích quốc gia của chúng ta cũng như đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Phát biểu họp báo sau đối thoại, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đánh giá mối quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Australia đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận và hai nước chia sẻ lợi ích chung trong một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ. Các bộ trưởng thể hiện cam kết đi sâu hợp tác an ninh, đặc biệt là khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan và trong bối cảnh thế giới tưởng niệm 20 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ. Hội nghị Robot Thế giới 2021 đã khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự xuất hiện của rất nhiều máy móc tân tiến khiến cho khách tham quan thích thú. Hội nghị Robot Thế giới 2021 khai mạc chậm so với kế hoạch ban đầu vào tháng 8 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trên 500 máy móc từ 110 quốc gia được trưng bày tại sự kiện này. Trong khi đó có nhiều chuyên gia quốc tế và 300 nhà khoa học Trung Quốc và nước ngoài tham dự sự kiện. Những công nghệ mới nhất cũng như xu hướng kinh doanh của ngành robot đều được thể hiện tại Hội nghị Robot Thế giới 2021. Đáng chú ý là robot mô phỏng nhà khoa học thiên tài Albert Einstein, robot phẫu thuật, robot chó, robot hoạt động bằng năng lượng mặt trời có thể dọn rác trên bề mặt nước. Hội nghị Robot Thế giới 2021 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9.
thường lệ, vào tối chủ nhật hàng tuần, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Ngày 7 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy đã họp xem xét chủ trương một số dự án đầu tư và nhiều nội dung quan trọng khác. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy nhất trí về chủ trương về một số dự án đầu tư khu dịch vụ thể thao tại tổ 17 phường An Tường, dự án nhà máy gạch Tuy Nen công nghệ cao Tuyên Quang, việc thành lập và lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ninh Lai, Thiện Kế, huyện Sơn Dương. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu việc thực hiện các dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng tiến độ. Một số nội dung quan trọng được xem xét thảo luận tại kỳ họp lần này là kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Dự thảo đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự thảo đề án tổng thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang và kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng trong tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 13. Các đại biểu đã xem xét đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án đề ra mục tiêu đến năm 2025, chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang đạt trên 86%, thuộc nhóm khá trong cả nước. Tối thiểu 80% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Xây dựng chính quyền điện tử hướng tới 100% người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và được cấp định danh thông suốt. Hội nghị cũng thảo luận về dự thảo chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức đi đào tạo, nâng cao trình độ sau đại học giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nhiều nội dung quan trọng khác. Ngày 8 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 và tuyên dương học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng ngành giáo dục và đào tạo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, điều chỉnh bổ sung chương trình kế hoạch với phương châm dừng đến trường nhưng không dừng học, vừa phòng chống dịch an toàn, vừa triển khai tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học đã đề ra. Chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được duy trì, tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt trên 99,9%, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt 37%. Triển khai thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa mới và chương trình giáo dục địa phương lớp 1, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,9%, điểm trung bình các môn thi xếp thứ 31 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với kỳ thi năm 2020. Chất lượng giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Trong năm học, toàn tỉnh có 20 em đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Chiều ngày 6 tháng 9, UBND tỉnh đã họp đánh giá kết quả đề án tổng thể di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang. Thực hiện đề án tổng thể di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thực hiện được 1.746 hạng mục công trình, di dân tái định cư gần 4.000 hộ gia đình, giao 110 ha đất ruộng 2 vụ lúa và trên 2.000 ha đất rừng sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho trên 840 lao động, thực hiện hỗ trợ một lần kinh phí thực hiện khuyến nông, khuyến ngư cho các hộ gia đình. Về cơ bản, đề án đã được triển khai theo đúng tiến độ. Các công trình hạ tầng cơ sở tại khu tái định cư được xây dựng tương đối đồng bộ. Người dân tái định cư đã ổn định đời sống, tập trung phát triển sản xuất. Trong tuần qua, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ xuất quân đoàn cán bộ y tế tỉnh Tuyên Quang tham gia hỗ trợ thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Dương phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, đoàn cán bộ y tế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ thành phố Hà Nội gồm 100 người là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, các phòng khám đa khoa 153, Tuyết Mai, Hoàng Việt. Đoàn sẽ đảm nhiệm công tác hỗ trợ tiêm phòng, xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 cho người dân tại thành phố Hà Nội. Tất cả các tình nguyện viên trước khi lên đường đã được tập huấn kỹ các kỹ năng nghiệp vụ y tế, được tiêm vaccine phòng COVID-19 và có kết quả âm tính về SARS-CoV-2. Từ khi dịch bệnh bùng phát, tỉnh Tuyên Quang đã cử 4 đoàn cán bộ y tế đi Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hỗ trợ công tác phòng chống dịch với 122 đồng chí. Đến nay đã có 2 đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ trở về. Sáu mươi giây cập nhật. Bộ Giao
thông Vận tải vừa trình Chính phủ đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 100 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt, trong đó đề xuất tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm. Đáng chú ý nhất, hành vi người điều khiển ô tô che biển số xe được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng mức xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng như hiện nay, lên mức phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài tăng nặng với hành vi che biển số ô tô, dự thảo nghị định cũng đề xuất tăng mức xử phạt với nhiều hành vi khác như đua ô tô, xe máy, ô tô chở hàng quá tải, tự ý thay đổi kết cấu, màu sơn phương tiện. Người điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 175 phân khối không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.